Yo, chào tất cả mọi người, mình là Vami. Ok, hello, xin chào mọi người, mình là Kia. Thì hôm nay mình và Vami sẽ quay trở lại với Minecraft Server 2 Pixel. Ở lòng 2 Pixel. Mình tỉnh Kia, mình tỉnh. Mày đang hào hứng quá. Thì hiện tại bây giờ là mình và Vami sẽ chơi chế độ chơi game là mini game là tiêu diệt zombie. Mình sẽ tiêu diệt những cái bọn zombie quái đảng này. Ê, nhớ sửa cái cửa nha cu. Tao không muốn chết sớm đâu. Ok, thì cái này nó giống vượt ải, nhưng mà đây là mình với kia với lại mọi người đang ở trong một cái đền gì đó. Là ok, rao hai rồi kìa, rao hai rồi kìa, chuẩn bị mỗi thằng một cửa đi. Mày đứng cửa kia, tao đứng cửa này cho. Ok. Ấy đâu vậy, ba cửa kia kìa, cửa kia kìa đó, đúng rồi, nó ra kìa. Cái con giáp vàng nó ra kìa. Cẩn thận, có chân chết, insta kill rồi. Chờ đợi, đợi nó ra insta kill thì không có con nào hết. Để mình xây nhà lại cho mọi người. Vô nó ra tù cho một đống luôn, một đống luôn. Khi mà mình nhận được cái insta kill là một viên một là mình sẽ giết được bọn zombie. Bắn nó đi. Ê, tao nghĩ là tao với mày với lại nguyên đám này nên đứng ở đây có khá là dài á, rồi lúc sau đó mới đi kiếm được. Ừ. Chứ đi nhiều quá không tốt. Đi nhiều quá ăn cám liền luôn á. Không có kịp đâu. Ôi, game này mình chỉ được có hai cái súng thôi, nên là mình mà mua nhiều quá thì cũng không được. Mua nhiều thì cũng được có hai cái súng. Zombie vàng vô, zombie vàng vô. Gì mày, vàng gì vàng mày, gì vàng gì? Ơi, cũng vàng kìa. Zombie vàng, zombie heo chứ lộn. À, zombie heo của tao bên này cũng có nè. Zombie heo, ê, mũi tên. Mad Armor. Yeah, tao đã lượm. Mad Armor rồi. Trời ơi, cơ bản con này nó đã là Mad Armor rồi, mày muốn cái súng lục này là Mad Armor rồi, muốn gì nữa? Lựu đạn. Vãi. Phải chi cầm súng xịn hơn ha. Rồi cố gắng để dành nhiều tiền nha. Ê, tại vì đó, mày nhiều tiền mày vô trong nó mới lợi á. Ok, ơi, hết hồn. Ok, đắp vô. Đắp vô đi. Chút nữa khoảng lên cỡ chừng 2000 là tao với mày đi vô bên trong kia được rồi đó. Ok, chị nào nhiều tiền thì ít tiền nó chưa vô được đâu. Ôi trời ơi, nó ra kìa, trời một đập một của nó đủ bể cánh cửa rồi. Trời ơi, thiệt tình chứ. Trời, chuyện như nó đâu lù ra làm. Ui, con chó. No. Mày hả chó? Mày hả chó? Ây da, đau, con chó nó hấp gì tao. Không thích ăn thịt chó đâu nha. Ờ ơi, đậu ăn chó nó mới vừa hấp tao xong kìa. Làm gì mày, hấp hành mày hả? Ờ. Nó tính hấp xả tao mà xin lỗi rồi, hấp xả kìa hơi bị khó. Ok, chết rồi, hay quá, chưa kịp mở cửa luôn. Vãi. Hấp cửa lại anh yên. Ok, đợi xíu để mình giảm cái tiếng xuống một chút, tiếng này nó hơi bự. Okay, music sao rồi, ok, xuống khoảng chừng 30 mấy thôi. Uầy, no, đông quá. Hai con bên mày này lớn. Làm gì, làm cái trò vậy? Dám vô nhà của chế, chết đi. Trời, nó đứng yên luôn không? Nó đứng yên cho mình bắn luôn, ghê. Ok, ở đây là cái gì? Phát revive. Ồ, một cái phát revive cũng khá là... Ê, no, trời, con TNT. Trời, thằng zombie nhỏ nó độ như cái TNT trên đầu luôn. Trời, tình chứ. Ok, mỗi người một cổng đi là an toàn chắc chắn luôn. Lầy thật, ok, được 1.700, 1.100 rồi cơ. Rào năm bao. No, con chó giờ lại TNT. Ok, trời mèo, chà. Mèo, mèo. Ôi, hứa hồn chim én không là ăn hành rồi. Ok. Còn sống không cu? Sáu rồi. Cỡ con... chừng ra 10 là được á. Ừ, lớp 10 là được rồi. Hiện tại giờ ta đang để dành được tới 1.200 tiền rồi. Tao mới có 1.000 rồi, sao ít tiền vậy ta? Hai thanh niên kia mới có 800 kìa. Mày hả bụi? Ok, lên tiền con. Ok. Ôi, thanh niên kia cầm kiếm mới chịu chứ, trời lầy thật. Cái nào ra đây? Mắt Amor kìa, trời lụm Mắt Amor. Ủa, ok, hay quá, mà cũng vậy Mắt Amor, chi cho mệt vậy trời. Mắt Amor thì nào mà mình mọi có kìa. Mọi người sống đi, đừng có qua đây, trời, thì đừng có bỏ cửa. Ai bỏ cửa? Thành kế bên tao. Vãi. Mày bắn mình kìa, ba tao đó bị chót. Trời, tao bắn phụ rồi. Đáng đời. Mày bắn chuột phải là bắn chuột trái là reloading đó nha. Biết rồi, Mắt rồi reloading chi nữa. Con chó, thanh niên này không chịu sửa nhà, trời ơi thì cần chứ. Bắn phụ nè. Trời, không chịu sửa nhà, tụi nó qua đây rồi. Đi. No, okay, được. Trời đông quá. 45 tiền rồi. Ok, nó được rao 7 rồi, trời ơi được 1.600 kìa rồi, một thằng nó out kìa, khốn nạn thật. Rồi xong một thằng CJ1 nó out rồi, chỉ còn mình kia với đại The Moon nữa à. Vãi, chơi mà chơi out thì tình chứ. Ok, thằng giáp đỏ vô kìa. No, trời ơi, ở đây đông quá mày ơi. Đâu vậy, đâu vậy? Ra đây. Giáp đỏ làm gì? Giáp đỏ được gì? Giáp đỏ được gì? Qua giáp đỏ bên này nữa hả? Chui chết sao mày nhiều vậy? Ui da. Bắn á, mày bưởi chết, thật quá. Mày bưởi, chết.
thằng nhỏ. Ok, hay quá, nó chết rồi. Một mình câu canh hai cửa nè. Hay quá, ráng đi cu. Vãi. Ta được 2000 mấy tiền rồi. Ta hẹn đơm ta. Ê, đi vô luôn không? Đi vô luôn không? Hay là đợi từ vô? Ok, đây là một phút cho FANAP. FANAP lần này là của bạn Bình Huy. Bạn đã báo cho mình khi mình đang chơi Roblox, hình như là trốn thoát khỏi nhà tù. Và lúc này mình đang bạn vẽ theo cái dựa theo cái skin ma skin Roblox của mình nè. Đúng ở đâu? Cái thumbnail Roblox của cái game đó đó. Nhưng mà không biết cái xưa game đó mình có khóc không nữa. Ok, cảm ơn bạn rất là nhiều. Thì bạn nào có FANAP cứ gửi cho phần mình nhắn feedback, mình sẽ lựa ra và cho lên video này nhá. Ok, bây giờ mình sẽ quay lại game thôi. Đi vô luôn không? Đi vô luôn. Wow, 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 wow. Anh heo, anh heo. Vô, vô, mở cửa luôn đi, mở cửa luôn được rồi đó. Let's go. Ok, đi, 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 mở cửa luôn nè, đi, 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 đi. Ok, nó thằng niên đi chung với Hồng, nó lạc trôi mình, nó tội nghiệp nó. Rồi, có mở cửa rồi đó. Đi vô đây lấy đồ luôn nè, đi vô đây lấy đồ luôn nè. Tao lấy cái quần trước nè, tao lấy cái shotgun nè. Rồi, hay quá, chế đã có shotgun. Á, con chó. Chó, mày hả bưởi? Mày, chó mày dài. Chó nè, ấy nó bắn tao kìa. Mày hả chó, trời mém xíu chết luôn rồi. Mày hả chó, mày hả chó, mày hả chó. Trời ơi, nó nằm rồi kìa. Đâu không, thằng nào nằm nhanh vậy. Cờ hó nè, zombie. Ê, đi chung mới hết chết là cứu liền nha. Ok, ủa thanh niên kia đâu rồi? Thế hình như không, chưa lên luôn mà tưởng là mình chưa lên á. Trời ơi, thiệt tình chứ sao lại là chưa lên. Đúng rồi, đó, đứng kia tao bắn cho. Ôi da, đi xuống, có xuống rồi. Đợi xíu, để coi đi cứu thanh niên kia. Trời, ta mới thấy nó ra nguyên một cái cây. Ê, zombie cho. Trời ơi, nó chết, nó đai rồi. No. Xuống không kịp. Á, no. Á, rồi, đâu sao, tao nằm rồi. Cứu tao. Mày đang ở đâu, cứu. Ở dưới á, ngay khúc ban đầu á. Chuột phải hay gì? Rồi, xong. Ok, hết mạng rồi. Hay quá, lên luôn, hết mạng rồi. Ê, cứu là bấm nút nào vậy? Tại hồi xưa giờ tao chưa ship, cứu ship, giờ. Ship. Ok, hiểu rồi. Để biết đường cứu chứ không gì không? Cố gắng, cố gắng trụ trên này đi, Đi đâu vậy bạn? Ê, con chó, con cần hóa mắt nết. Ủa, cái thằng kia đâu rồi? Cái thằng kia nó chạy đâu rồi? Mày kêu nó lên đây đi, chứ nó đứng ở dưới làm chi? Zombie chó nè, zombie chó. Bắn con mèo đi, đồ môn chết luôn rồi. Trời ơi, cái thằng này sao nó đứng ở dưới chi vậy? Mày kêu nó let go luôn em mà nó không biết lên. Ôi trời ơi là trời. Cứu được không? Trời ơi, tao xuống, tao đang bắn nè. Từ từ. Đang bắn thủ nè. Kịp mắt đã mò kìa. Chó nhiều quá. Tao rất là ghét mấy con chó. Mày cứu nó cho. Ok, mày cứu đi để tao canh cho. Ok, sống lại rồi. Nhớ cho tao quýt đi. Ok, trả lên lại kìa ơi. Đi. Bắn thấy bà nè. Ok. Rồi lên. Nếu các bạn thích video này thì nhớ để lại cho mình và kia một like nhé. Ok, giết xong đi. Tao bơm đạn cái hết đạn rồi. Mình với kia đi được rau 10 rồi. Ê, nó xuống kìa, con giúp bây giờ. Thấy rồi. Mày à bưởi. Mày à bưởi. Vô đây. Vô đây là chế chấp hết à. Đừng tưởng chế có sập cưng là chế mạnh lắm nha. Đây. Zombie nè. Zombie nè, một phát lên về làng. Chết nè. Ok, hay quá. Ok. Hỗ trợ nhau là được rồi đó, hỗ trợ nhau tốt rồi đó. Có bắt tốt rồi đó. Wow. Thú hồn. Mày bưởi. Ủa, tao nhớ có một cái giày mà cái sao tao không thấy cái giày của tao đâu hết trơn á. Zombie nè. Ok, có giày rồi. Wow, zombie TNT, TNT. Ai giờ TNT. Trời, chết luôn quá, có con zombie con đó, bắt bụi cái TNT trên đầu đó. No, sắp chết rồi. Vô gặp gà theo tay. Trời ơi trời, đông quá nguy hiểm. Coi chừng chết, chạy đi. Ui giời, em chết. Chết đi mày. Chết đi, rồi chết luôn rồi. Gà cứu. Trời ơi, đó. Rồi, ok, hay quá, kịp thời. Về lại rồi. Lên đi, cái đang hỗ trợ nè. Ok, để lụm chặt cân đã. Ở đây nha, khoan từ, khoan mở cửa nha, khi nào đủ mạnh rồi mở cửa. Ok. Mày canh bên kia đi, để tao canh cửa cho, Mày á. Trời ơi là trời, đánh niên kia nằm nữa rồi. Nãy giờ không để ý luôn á. No, đánh niên kia nằm rồi. Ôi. Mày á. Cứu kia đi. Ok, mày canh đi, để tao cứu. Mày đâu vậy?
để nó cứu người ta. Nghĩ sao vậy? Để nó đi cứu người đi, nó đi mà cũng bắt nó nữa. Thì cái tình nè. Ok rồi, con cứu được rồi. Kêu nó xài súng đi. Nó đi cứu người nha. Mày chát kêu nó xài súng đi. Nó xài còn kiếm không à? Vậy. Mày chát mày kêu nó xài súng đi. Tao đang xài đây. Tao kêu thằng kia kìa, chứ đâu có kêu mày. Nó lên kìa. Mày hả bưởi? Chết trò của chúng tôi nó mặt cầu thì mùa hương mày. Ui, sao mày biết? Ê kìa, con Yumi hồng nó mặc thì màu hường kìa cu. Sao mày biết? Nó hài dễ sợ. Ok. Sắp hết đạn rồi. Sập gần Amo. Wow, Yumi ra kìa. Mày hả bưởi. Ok, thấy rồi. Mày hả bưởi. Chết. Ok, để tao yếm trợ mày cho. Mày ơi. Ôi, có một lửa nữa kìa. Chạy đi, có chân chết. Có chân phóng đít. I know, biết rồi. Ôi. Ok. Bắn nó. Rồi tao qua tao lấy máu rồi, chết luôn. Đâu, không gì chết nhanh đi ba. Ok, yeah, tao qua nè, đợi xíu. Okay. Rồi ok. Dạ, yeah, đông quá. No. Đông quá vậy? No. Trời chết nữa. No. Why don't hit me? Don't hit me, no more. Rồi. Đâu lắm. Chết đi ghê chứ. Rồi không có tin được luôn. Trời ơi, Yumi nó đứng đúng đông luôn á, thiệt tình. Trời ơi, mình đã rất là, mình và Bami đã rất cố gắng. Nhưng mà một thằng nó thì ao, một thằng thì nó xài kiếm. Không thể nào mà chịu nổi. Ok, dừng clip đi cung. Thiệt cái tình. Dừng clip đi. Ok, thì mình với Kea sẽ dừng cái video tại đây thôi. Thì lâu lắm rồi mình với Kea mới chơi Minecraft lại. Thì nếu mà các bạn thích, nhớ ủng hộ mình và Kea. Nhớ để lại cho mình và Kea một like và một subscribe nhé. Và nhớ comment ở bên dưới xem là mọi người có thích cho mình và Kea làm những cái tập game khác của server 2pixel này không nhé. Chào mọi người. Bye bye.